Xin chào tất cả các bạn. Tôi tự giới thiệu, tôi là thạc sĩ bác sĩ Vũ Trí Linh, chuyên khoa y học cổ truyền. Hôm nay tôi sẽ nói với các chia sẻ các bạn về cái tác dụng của cánh chỉ. Thì mọi người trên mạng và xã hội thì có rất nhiều từ khóa cánh chỉ, mọi người cũng tò mò và sẽ tự đặt câu hỏi là cánh chỉ thì sẽ có tác dụng gì. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ là cánh chỉ thì có rất nhiều tác dụng. Châm cứu như thế nào thì hầu như cánh chỉ sẽ cũng có tác dụng như vậy. Thì trong cái cấy chỉ nó được một những cái ưu việt như này. Thứ nhất là cấy một lần mà được ít nhất khoảng 15 ngày, rất là tiện cho bệnh nhân trong cái quá trình mà ở xa xôi, không có thời gian, không có điều kiện kinh tế để đi lại. Thì tác dụng của cấy chỉ thì trọng tâm hiện tại như bây giờ các cái phòng khám, các phòng khám tư nhân hoặc là trong bệnh viện thì chú trọng nhiều đến các cái bệnh lý về cơ xương khớp thần kinh. Trong đó thứ nhất là về cơ xương khớp thì các bệnh về thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa thắt lưng, đau khớp gối, vân vân. Về thần kinh như đau dây thần kinh tọa, hội chứng vai cổ tay, hoặc là các cái bệnh lý liên quan đến tai biến mạch máu não, hoặc là liệt bẩy ngoại biên. Về các cái chức năng, về các bệnh tiêu hóa, ví dụ như rất tốt như là trong ví dụ như là các cơn đau dạ dày, các bệnh lý về viêm đại tràng mãn tính, vân vân. Và một số các cái bệnh về ví dụ như là viêm đại tràng mạn này, viêm đại tràng mãn tính, hoặc là các bệnh lý như là đặc biệt bây giờ các bạn chú ý là thấy trên trên mạng nổi rất nhiều là cấy chỉ để giảm béo hoặc căng da mặt. Đấy cũng là một trong những cái ưu việt rất tốt của cái phương pháp cấy chỉ. Ngoài ra thì ngoài điều trị bệnh thì cấy chỉ cũng có cái tác dụng là tăng cường sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt như là chúng ta cấy vào các cái huyệt dùng để duy trì nâng cao sức khỏe, ví dụ như là về thúc tâm lý chẳng hạn, thì gây ra cường tráng cơ thể, giúp ăn uống tốt, chúng ta kích thích thì trong vai trò đấy thì cũng giúp là tăng cường và bảo vệ sức khỏe của mọi người rất là tốt. Thôi tôi xin hết nói, vẫn chưa trọng tâm.